rồi xe đã trẻ con nhiều thăng trầm lên trên hết trong mỗi chúng tôi. Trong mỗi chúng tôi luôn giữ được mọi người đam mê cho đến tận ngày hôm nay. Vâng, các bạn thân mến, âm nhạc luôn có ở trong mỗi chúng ta, đó là món ăn tinh thần. Tôi chắc chắn rằng các bạn cũng đã nghe qua một vài câu hát những ca khúc mà các bạn yêu thích. Chúng tôi cũng vậy, nhưng với chúng tôi có một sự khác biệt, đó là chúng tôi hát với guitar, chúng tôi hát bằng đam mê. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những giai điệu guitar nhẹ nhàng, những tiết mục đặc sắc, những bản câu hồi động chất FLC. Hãy đón chi trong một không khí mà chỉ có FLT guitar show để đem lại cho các bạn nhé. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, live show của online to remember của chúng ta ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nhau đến với ca khúc mở màn của buổi tối ngày hôm nay, là một sáng tác của ca sĩ, là những nét đẹp bình dị nồng nàn đã tạo nên những cảm xúc sâu lắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Một ca khúc đã đi cùng năm tháng cho mang để cho người nghe những cảm xúc bâng khuâng bồi hồi mỗi khi đến về Hà Nội. Sau đây, Nhớ Mùa Thu Hà Nội qua giọng hát của Thanh Tâm và guitar Quang Thành. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục của bạn rất là nhiều. Mọi người đến tiết mục mở màn thế nào ạ? Có anh không ạ? Vâng, chúng ta đến với một bản hit do ca sĩ Hoàng Tô sáng tác cùng với sự thể hiện của giọng hát đầy cảm xúc của một cô hôn không trong nhóm nhạc Tình Đám ST319. Ca khúc này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và cover lại. Vâng, chúng ta cùng đến với ca khúc Tình dưới sự trình bày của Lê Trinh và guitar Quang Tuấn, Minh Nam, Trấu Thanh Hà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người cung bậc của cảm xúc trong từng câu hát. Bây giờ chúng ta hãy đến với ca khúc Ba Người Con Nghe dưới phần thể hiện của Gina Vũ Thái, Hồng Hạnh và Trống Thanh Hà. Thank you.
ơn, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và để tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc là bài hát chủ đề của bộ phim The Hot Green Zoom, là một ca khúc được cover lại khá nhiều trên mạng. Đó chính là ca khúc I See Fire. Vâng, sau đây là I See Fire qua phần thể hiện của bạn Phương Thảo dưới sự hỗ trợ guitar của Duy Huyền. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bên một đánh em A6 là bàn riêng nhá.
cho bầu không khí sôi động hơn, mát mẻ hơn không khí trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với những góc phố, với những ly trà đá và những câu chuyện đời vui buồn qua một sáng tác của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh dưới giọng ca của Trường Quân và rapper Nghi An Dương, qua phần thể hiện của guitar Vũ Thái, Trống Thanh Hà. Cùng ca khúc Hai Đôi Trà Đá thì xin mời các bạn lắng nghe ạ. Show.